Vâng, và siêu phẩm Yamaha BC4002NM cũng đã có chủ rất là nhanh nha các bác. Lên sóng chưa được 1 tiếng đồng hồ, bác đã chốt liền. Tại vì con này quá là xứng đáng với cái giá trị mình bỏ ra. Tại vì nó quá là đẹp nha các bác. Đây, mới về thêm hai con siêu mẫu nữa. Một con cover BM600 950W, các bác chơi robot. Hai robot thì cực kỳ tuyệt vời, rất là tầm tiền. Giá là 9.200.000 nha các bác, cover BM600. Và một con siêu phẩm của Rebeller, đó là Rebeller MBX600, siêu mới luôn nha. Hai con này về gọi là hoa hậu luôn nha các bác, hàng sưu tầm nha. Nội địa điện 100-120 nha, 110 đó các bác. MBX600 giá 14.000.000, đẹp thiếu thùng xốp. Hai con đều long lanh cành đào. Và những bộ dây bãi Saralat này, VKBT và một bộ dây cao cấp Matt Levinson tiếp tục cập bến nha. Và đây là những bộ mic cũng như là bộ dây loa khách nâng cấp Kimber cũng đã có chủ rồi nha. Và hai bộ Pro 700 này và một Pro 600 đây, cũng lên đường cho tất cả các bác nha. Đây là những bộ mic dây bãi Mỹ cực kỳ ngon, hát sướng đó các bác. Này, em hát mỗi cuối tuần mà giải trí thì vẫn dùng con 600 hát. Còn 700 thì nó nhỉnh hơn một tí, 700 độ nhẹ nó cao hơn một xíu thôi nha. Còn hát gọn gàng thì chúng ta dùng con 600. 600 cầm gọn gàng, rất là thích. Và hát những dòng này thì những gọi là hot nhất thôi. Hiện tại những dòng mic dây bãi Mỹ về hot nhất, Pro 600 và Pro 700. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em nha.